Xin chào tất cả các bác nhá. Ở clip hôm nay thì em lại không chia sẻ với các bác về một cái xe cụ thể nào nữa, và em xin phép được chia sẻ với các bác một cái tầng lớp khách hàng và chỉ có cái tầm ít tiền và mua được cái xe tầm từ 1 cho đến 300 triệu thôi. Và tất cả những cái bác này thì đều lăn tăn, đều gọi như là không biết làm thế nào để có thể lựa chọn được cho mình một chiếc xe làm sao nó còn tốt. Thì clip hôm nay em sẽ làm cái điều này. Đấy, em sẽ lột tả hết tất cả những cái gì mà am hiểu như nào nhỉ? Lột tả hết những cái gì mà em Cường am hiểu để chia sẻ với các bác, và hy vọng rằng là sau clip này các bác sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn để có thể lựa chọn được một chiếc xe cũ còn tốt, để không bị cò nó lừa các bác nhá. Ok, hôm nay em sẽ lấy một cái con xe cụ thể em chia sẻ với các bác. Các bạn, đây. Đây là một con xe nó chỉ có hơn 100 triệu thôi. Và em chỉ chia sẻ lấy nó để làm một cái mẫu để chia sẻ với các bác. Thì như các bạn đã biết ấy, với cái dòng xe siêu lướt, xe đắt, xe 4-500 triệu trở lên, toàn xe mới chạy cách đây 1 năm, 2 năm, 3 năm, thì theo các bác ấy thì nó có cái gì đó nó lỗi, nó hỏng hay không? Thì theo em nghĩ thì trong 3 đến 5 năm đầu nếu bảo dưỡng tốt thì cái xe gần như nó không hỏng cái gì nhiều. Đấy, chỉ có các bác mua cái dòng xe siêu lướt thì quan tâm nó có đâm đụng hay không thôi, còn máy móc có thứ zin là được. Nhưng hôm nay thì cái clip này ở cái xe nó tầm rất là thấp, ở cái tầm mà gần như là 90% xe nó bị va chạm, mà ở cái tầm mà 90% xe nó cũng đã kém rồi. Đấy, còn phụ thuộc vào người chủ, người ta có chăm sóc, bảo dưỡng, thay thế hay không. Đấy, thì như một chiếc xe cũ thì các bác biết nhá, cái thứ nhất, em đi mua xe em chỉ quan tâm nhiều nhất, và em nói rất nhiều trên những clip khác rồi, đó chính là máy còn ok, gầm bệ còn tốt. Đấy, và thứ ba nữa là nó phải nhìn nó hợp mắt một tí. Với cái hợp mắt thì ta có thể là làm đẹp được cho nó sau, mất thêm tiền là ta làm được. Nhưng cái gầm bệ của nó mà sọc sạch mà kém. Đấy, mà cái máy của nó mà kém, trái tim của nó mà kém thì đương nhiên rồi, con xe đó không gọi là con xe nữa các bạn ạ. Đấy, thì cái việc đầu tiên là cần kiểm tra cái động cơ. Đấy, và kiểm tra cái động cơ như thế nào thì sau đây em sẽ chia sẻ các bác này. Vì nó là xe cỏ từ 1 đến 300 triệu, thế cho nên là cần phải kiểm tra. Đấy. Cái việc đầu tiên để có thể xem một chiếc động cơ còn tốt hay không ấy, thì các bác lưu ý hộ em mở cái capo này lên. Đấy, mở capo này lên. Rồi, nhìn luôn vào cái động cơ này. Đấy là cái điều đầu tiên ta có thể nhìn để phân tích xem là cái động cơ nó còn tốt, còn ngon hay không. Đấy, cái thứ nhất là mình không biết hiểu gì nhiều về máy móc thì mình nhìn xem nó còn khô ráo hay không. Đấy, nhìn cái độ mới, độ cũ của nó thế nào nha các bác nhá. Ví dụ như là những con ốc thì các bác, em nghĩ được rằng là bất kỳ một bác nào cũng có thể nhìn được là con ốc nó bị tháo hay chưa. Thế nhưng tuy nhiên thì với cái xe đời quá cũ, đời 2005, 2007, 2010 thì đôi khi họ làm máy lại là chuyện rất là bình thường. Nhưng đây, nếu như các bác mua một cái xe nào đấy mà máy nó còn zin, tí nữa em sẽ chia sẻ với các bác máy zin thì có tốt hay không, và máy không còn zin thì nó có tốt hay không. Đấy, thì cái điều này nó sẽ gây ra những cái gạch đầu dòng như sau. Cái thứ nhất, cái máy còn zin. Máy còn zin thì máy phải chạy ít, và máy còn zin nhiều khi nó chạy quá nhiều rồi nhá, nó nát rồi nhá, thì nó cũng không còn ngon nữa đâu. Đấy, vậy thì làm thế nào ta có thể phát hiện được ra một con máy như vậy? Điều thứ nhất là các bác để ý, con máy còn zin thì có lẽ các bác biết rồi, tất cả những con ốc các thứ là gần như là nó chưa tháo, còn những cái ốc lung tung cái thứ này tháo thì không sao, nhưng cái ốc chủ chốt để mà có thể tháo được con động cơ ra thì các bác để ý, ví dụ như ốc ống xả. Đấy, ví dụ như ốc mặt máy hay là ốc cái thứ bên dưới là có tháo hay không. Thì đấy là nếu mà chưa tháo thì đấy là con máy còn zin. Đấy, nhưng nếu máy còn zin rồi mà đời nó sâu quá rồi thì liệu nó còn ngon hay không? Đấy, thì các bác sẽ phải nổ máy lên. Thứ nhất là nghe cái tiếng máy như thế này, xem cái hoạt động máy này nó có ổn định hay không nhá. Ví dụ như các bác nổ máy là nghe nó rất là đều, nó rất là trơn tru, nó không có cái tiếng gì cả. Còn nếu như các bác mà nghe đến một cái tiếng là chạch, nghe nó cứ rung rung, của máy nó rung chẳng hạn, ga lên một tí đằng sau nó khói mù lên chẳng hạn, thì đấy là một cái máy zin không còn tốt. Đấy. Và một trường hợp nữa là một cái máy mà đã làm lại rồi và máy vẫn nổ, tất cả mọi thứ vẫn còn ngon, thì đôi khi là các bác cần phải chấp nhận là con máy làm lại rồi vì đời nó sâu, nhưng nó còn ngon là được. Nghe tiếng máy nó êm, dù không có tiếng kêu, tiếng gõ gì, và các bác ga to lên một chút đằng sau cũng không có khói, có khét gì, thì đấy tạm thời em có thể tính toán được rằng là tạm thời nghĩa là con máy nó còn ngon và nó còn đi được khá là tốt. Đấy, còn đặc biệt các bác lưu ý cho em là những con máy nó già, nó cỗi rồi, những con máy nào mà các bác xem, mở máy ra xem mà xung quanh nó toàn dầu mỡ, nó ẩm dấp, nó đen xì đến trước cái này ấy, thì các bác cần phải để ý lại con máy đó, và con máy đó đa số là cũng không còn tốt nữa rồi, bởi vì nó ẩm dầu tất cả mọi chỗ rồi. Đấy, đấy là riêng phần động cơ nhá. Cái phần động cơ này nó có thể còn zin, hoặc người ta có thể làm hơi
thì nó có nhiều lý do, ví dụ như là cái động cơ đi lâu ngày, hay là chủ không quên không thay dầu, không biết cách thay dầu, không biết cách bảo dưỡng đấy, nước làm mát các thứ nó hết cũng không biết, thì nó sẽ gây ra hiện tượng lột biên rồi tất cả mọi thứ, thì nó thay nòng, thay piston các thứ đi là được. Nhưng có những cái động cơ mà loại ví dụ như nó bị ngập nước và nó bị đội piston hay là cong piston hay là cong trục khuỷu, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái thành vách các thứ của động cơ, và khi đó thì cái động cơ nó, các bác có làm lại tất cả mọi thứ đi nữa thì nó không còn được ngon nữa đâu. Đấy, đây là một cái kinh nghiệm gọi là sơ sơ thôi, thường thường em nhìn qua một cái máy để em biết nó còn ngon hay không. Đấy, đấy là trường hợp là cái máy nhá. Đấy, tiếp theo nữa thì khi mà cái máy đang nổ thì các bác mở cho em cái này ra, mở cái phần này ra xem, các bác để ý nhá, mở ra một cái thì các bác để ý xem có cái khói nhẹ nó bay lên không, cái hơi thì không nói, nhưng cái khói xanh có nghĩa cái nó bay lên ấy, thì cái động cơ đó cũng ở cái tình trạng là hơi kém rồi, tức là nó bị lọt hơi. Đấy, cái khi mà xăng nó đốt ấy, xong nó chui qua xi lanh ấy, cho qua thành vách giữa xi lanh và piston, nó chui xuống buồng đốt và nó đấy là khói nó mới lên ở đây. Đấy, còn nếu như động cơ nào không có tí nào như thế, hơi thừa thì con nào cũng sẽ có, bởi vì là piston hoạt động trong đó nó có áp suất áp lực nó đẩy. Đấy, thì con nào cũng sẽ có. Cái tiếp theo nữa thì các bác để ý cho em cái này. Đấy, khi các bác tháo cái này ra, mở cái này ra và máy đang nổ. Đấy, không tháo được, đang nóng vừa đi về. Máy đang nổ thì các bác để ý cho em là có hiện tượng sủi tăm ở đây lên không? Sủi tăm không? Nếu trường hợp nó sủi tăm lên ấy, thì là cái hơi ở trong cái phần nó gọi là thổi gioăng culot hay là thổi gioăng mặt máy đấy. Đấy, cái hơi nó bị dò từ buồng đốt. Đấy, nó dò nó đẩy sang bên nước làm mát và nó sẽ sủi lên đây. Đấy, thì cái đấy chỉ cần thay cái gioăng cái thứ là được thôi. Thì tuy nhiên thì nó làm cho cái áp suất của xi lanh nó kém đi và làm cho cái xe nó sẽ yếu đi. Đấy là cái mà cái quan trọng nhất để các bác có thể để ý được cái động cơ. Đấy, và cách tốt nhất thì các bác như em vừa nói là vừa chia sẻ, nghe cái máy nó phải êm ru, phải ngon. Đạp nó một phát là lên đến tổng tốc độ 4000 mà xe gần như là phải không khói gì đối với xe máy xăng. Còn máy dầu thì máy dầu thì đương nhiên phải khói kể cả xe mới. Đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa để có thể lựa chọn được một cái xe còn tốt đó chính là cái hệ thống gầm bệ. Hệ thống gầm. Đấy. Vì sao mà em lại bảo được rằng là cái hệ thống gầm là cái hệ thống rất quan trọng khi mà các bác và anh em mua một cái xe cũ, bởi vì sao? Nó liên quan đến sự an toàn. Đấy, ví dụ như các bác làm người bình thường đi, thế nhưng mà bị làm sao đấy ở chân chẳng hạn, đúng không? Đấy, ví dụ như là nó bị dạn xương này, hay là nó bị tật cái thứ ở sân này, chắc chắn là các bác đi không bao giờ vững vàng được nhá, chắc chắn. Em xin phép để em nổ cái này, cái xe lên cái cho nó mát mẻ, đúng không? Nó hơi nóng. Cái khi mà các bác bị, con người ta cũng tại chân ta bị đau một tí, đấy, chân này không bằng chân bên kia, thì đương nhiên là đi cái độ ổn định của con người chúng ta đi đã kiểu như là chênh choáng rồi, thì nói gì đến một cái ô tô, đúng không? Mà cái ô tô thì nó lại làm sao ạ? Nó lại đựng hay là chứa mạng sống của chúng ta ở trên đó. Đấy, và khi đã chứa mạng sống của chúng mình ở trên đó thì ta cần phải làm sao cho nó an toàn, đặc biệt là hệ thống gầm. Vậy thì làm thế nào để có thể kiểm tra được hệ thống gầm nó ngon lành, ok? Đấy, thì cái việc thứ nhất là các bác nâng cái xe lên. Với cái xe đời nó quá thấp rồi, đời xe đó toàn 10 mười mấy năm rồi, thì liệu là cái khung gầm nó có bị mọt hay không? Đấy, nó bị mọt thì nó sẽ yếu, nó éo ẹt, nó không còn kiểu như là ok nữa, giống như kiểu là xương của người già đấy, và xương của người trẻ kiểu như thế. Đấy, người trẻ thì nó thoăn thoắt, nó khỏe khoắn, nó đi, còn người già thì xương nó mọt, nó kém rồi, không phải là mọt mà là, đấy, cái kiểu không cầm, em nói ý như vậy, tức là cái độ vững của cái xe nó không còn nữa rồi. Đấy, nó yếu rồi, nó gây ảnh hưởng, ví dụ ta đang đi này nó vặn vẹo này nó gây ra nguy hiểm, ví dụ như là va chạm nhẹ hay là chỉ cần vấp nhẹ hòn đá phát là có thể lật xe các thứ linh tinh và ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta ngồi trên xe. Đấy. Cách kiểm tra tốt nhất khi mà chúng ta lái xe khi mà chúng ta kiểm tra gầm thì các bác làm nào? Các bác nên ngồi trên con xe đó và các bác lưu ý là nên để một anh em nào đó hơi biết lái xe một tí, cảm nhận. Ví dụ như là mình lái con này mình thấy nó rất là mượt, đúng không? Gầm bệ cảm thấy nó chắc chắn, mình đánh đi đâu nó đi đến đấy, chứ không kiểu như là giống như các bác đánh đi công nông, đánh theo kiểu là đại khái là cái kiểu nó như vậy, đúng không? Thì các bác lái xe cảm thấy là lái nó rất là mượt. Đấy, ví dụ như này. Lái nó rất là mượt, đúng không? Cua đi, cua lại tất cả mọi thứ là mượt và nó không hề có tiếng cộc cạch gì ở gầm cả. Đấy, có nhiều con xe ngồi xe lái thẳng này thì không sao, đánh cái mày này lộc để rô tuyên rô tiếc các thứ đằng sau nó kèm dưới gầm cái thứ nó kém hết rồi, và khi nó kém như thế nó vừa kêu và nó vừa không đảm bảo cái độ chính xác khi mà chúng ta vận hành. Đấy, nó không được êm ái. Đấy, nhiều khi nó đánh là cộc khi mà giật mình sẽ xảy ra nhiều hệ lụy, phải không các bác? Thì đấy là cái mà cách cơ bản là các bác kiểm tra hệ thống gầm. Đấy,
Còn về những cái tính năng khác, ví dụ như là phanh phiếc các thứ nó có ngon hay không, hay tất cả những tính năng khác thì cái đấy ta đều có thể sửa được. Mà với một cái xe cũ, với một cái xe cỏ giá tầm đâu đó 1 đến 300 triệu thì các bác chỉ cần quan tâm hai cái điều đấy giúp em thôi. Đấy. Cái động cơ ngon lành, ok, đúng không? Gầm bệ các thứ ngon lành, ok. Trong nội thất nó xấu thì các bác làm đẹp nhá. Da này bọc mới, mới tinh luôn, một bộ bây giờ nó tầm khoảng hơn 3 triệu mới tinh luôn. Trần này nó xấu gì? Đấy, có thể dán trần hoặc thậm chí thay trần mới nhá. Vỏ nó sơ xước sát sơn gì? Sơn lại luôn. Đấy. Rất nhiều những cái bác và rất nhiều những anh em mà bán hàng không có tâm, là chỉ có làm trau chuốt nó thật đẹp, không quan tâm đến trái tim của nó. Đó là cái động cơ về hệ thống cầm. Bởi vì sao? Quan tâm đến hai cái đấy thì nó tốn tiền. Nó tốn như khá là nhiều tiền. Mà không phải là khi mà đã quan tâm đến hai cái đấy rồi thì cũng lại phải quan tâm về hình thức của nó nữa. Đấy. Ví dụ như là sơn này, dọn nội thất này, tất cả mọi thứ là nó phải đẹp. Thì đương nhiên là nó rất là nhiều chi phí. Thế những người anh em nào mà không có kinh nghiệm đi mua xe cũ để có thể lựa chọn được một chiếc xe tốt thì các bác cứ làm theo cái video này cho em. Kiểm tra kỹ cho em cái động cơ. Đấy, kiểm tra kỹ cho em cái hệ thống khung gầm. Còn đương nhiên, một cái xe zin không bị đâm đụng bao giờ là cũng sẽ ngon hơn một cái xe mà đã từng bị đâm đụng. Nhưng với cái những xe 10 năm tuổi rồi, không nặng thì nhẹ, không ít thì nhiều, nó cũng vẫn sẽ bị. Để kiếm được con nào không bị thì hơi bị hiếm. Đấy. Cái tiếp theo nữa thì những cái xe từ 1 đến 300 triệu thì thường là những cái thời đấy, ví dụ như là 2007, 2010, 2011 thì cái hệ thống điện khi con người chúng ta chưa sản xuất được những cái xe nó có hệ thống điện quá là phức tạp như bây giờ thì cái vấn đề ngập nước nó cũng chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi. Tại sao trên thị trường rất nhiều những xe ngập nước nhưng ai bán ra cũng nói rằng là cái xe không, ai bán ra cũng nói rằng là xe không ngập nước. Tại vì sao? Người ta có thể dọn dẹp sạch sẽ. Xin phép các bác cái cổ của em sao? Người ta có thể dọn dẹp, làm đẹp, sạch sẽ và theo thời gian 3 năm, 5 năm, 7 năm rồi gần như là kiểm tra không biết nó bị ngập nước nữa hay luôn. Đấy. Và chính vì là cái xe mà ngày xưa nó đơn giản quá, có ngập nước. Ví dụ như con xe đời 2000 lẻ mấy của con Vios chẳng hạn, có như tum quăng xuống ao đưa lên nắng nó phơi phát có khi đè phát lại nổ. Đấy, thế cho nên là cơ bản nó chẳng có cái gì cả. Nó chỉ có mỗi cái động cơ thôi, đủ các điều kiện của nó là nó nổ thôi. Đấy. Rồi ok. Thì trên đây em vừa chia sẻ các bác một chút về cái cò re đấy. Cách có thể làm là thế nào lựa chọn được một chiếc xe cũ còn tốt. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip nha.